Đúng rồi, lấy ánh mắt về đây anh. Ok, đúng rồi đó.
Thank you.
Rồi chị em tính là ok rồi qua nha. là sẽ còn tương lai thì em nghĩ rằng là kể cả có tương lai đến như thế nào
Vì là cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được đứng ở đây. Còn nói về xem phục của ai là chặt đẹp nhất thì cũng chưa thể nào nói trước được, mình cũng chưa xem được hết. Phải đợi đến khi nào mà mình xem mọi người trình diễn, mọi người show. Bán mai quá, bán mai quá. Không phải bán mai, Tú nói thiệt mà Tú chưa xem hết được. Và Tú rất là mong chờ này. Xin chào mọi người.